Thì trước tiên thì mình xin chúc tất cả các bạn xem clip mình vui vẻ nha các bạn. Thì các bạn ơi, thì giờ mình đang mình cũng mới xuống xe xong các bạn. Thì mình đợi anh chủ đất. Anh chủ đất mà mình chút nữa mình múc cái đường mương này mình thải qua bên đó mình làm cho ảnh trồng cỏ các bạn. Thì hiện tại giờ ảnh đang đi làm cho người ta rồi. Thì một chút xíu nữa ảnh sẽ về. Thì bữa nay mình có thể làm đêm các bạn. Đặng sáng ngày mai là khoảng 9-10 giờ trưa thì có nước lớn, mình kịp nước để mình đi các bạn. Tại từ đây ra ngoài kia mình làm mất khoảng cỡ 3-4 tiếng đồng hồ. Thì có thể làm mình làm là mình đi không kịp. Nên sẵn có nước vậy là mình làm mình đi cho kịp cái công việc của mình. Với cũng có mấy anh em ngoài kia cũng đang đợi mình các bạn ơi. Thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn thì trong cái thời gian qua đã đăng ký kênh cho mình xin cảm ơn tất cả các bạn. Ảnh cũng mới đi làm về. Ủa này đi làm mà cho ai vậy? Đi làm cho này nè. Ờ. Sao để mai cho làm, nay nghỉ đây đây bữa đây. Sợ mai làm không kịp á. Giờ quay xà lan được không? Ráng quay nè. Quay đi thì múc đất ở đây thảy bỏ lên trên đó nè. Ờ. Sợ làm không kịp thôi chứ. Để mai còn chuyển ra tới bên kia nữa. Ra cống nữa. Vậy giúp giùm đi. Rồi. Chỗ này thì cái chỗ quay đầu hơi hẹp quá các bạn ơi. Để mình đợi nước lớn một tí nữa cái mình nhổ cái bạc lá nè cho nó trống cái mình quay qua cho nó dễ. Nó mới làm gì giờ làm gì nữa vậy? Giờ đi cắt cỏ. Trời ơi mà người giỏi quá vậy giờ mà nuôi được mấy con bò vậy? Cắt 3-4 con bò nó mới được vậy. Trời ơi. Vậy hả? Vậy anh nuôi được mấy con bò? Bán còn có 3 con à, không có cỏ bán còn 3 con rồi bởi đào đó lên đi rồi cỏ tiếp. À. Rồi rồi rồi. Gì, quay xà lan không, không à, thôi được rồi anh ơi, để chút nước lớn chút này tự em quay qua được rồi. Có gì nghe, rồi. Rồi rồi rồi. Cảm ơn nha. Thì cũng dễ, cũng đơn giản các bạn. Thì cũng giống như mình làm ở vùng Long Khánh đồ chứ. Long Khánh, Duyên Hải đồ mà mấy tháng trước mình có đi xuống dưới mình làm mấy cái video á. Đây ra ngoài làm cũng xa các bạn. Nên mình sợ mai mình nước mà nó lớn vô rồi mình làm rồi mình đi nó không kịp. Tại ngoài kia mình còn dở cái lú nữa. Kệ thì mình quẩn giờ nào làm giờ nấy. Thì sát cái chòi nó bị sập rồi nên mình lấy mấy lá lên đây. Không đâu.
cũng tối rồi các bạn ơi, mình cũng mới làm vừa xong hết luôn. Thì giờ mình đậu ở chỗ này thì sáng mai mình đi, giờ tối rồi. Chỗ này cũng lên bờ tối uống trà với chú đất đâu chơi. Này nhờ nước lớn cái cành của mình á, mình đưa xa tới nổi các bạn. Còn nước rồng quá cái xa quá cái mình dỡ không tới. Mai sáng ngày mai cái mình lội ra ngoài mình dỡ cái lú ngoài kia nữa. Nước cũng đang lớn, đang chảy vô các bạn. Ở ngoài đó cũng có cái lú miệng của chú kia, chú đặt ngay cái miệng xẻo ngoài kia luôn. Chút ra ngoài mình dỡ là mình bơi ra. Thì từ đây thì mình chuyển ra chỗ đất của anh bạn mà ngày hôm nay mình làm nè. Thì ra ngoài khoảng ở 4 cây số, đường cũng dễ vô các bạn. Cái lúc này thì mình cũng quen các bạn ơi, thì nên mình dở ra dở vô rất thường quá trời rồi. Thì chú cũng nói ra vô thì dở kỹ cho chú được rồi. Anh ơi, nhổ của chú dựng sát sát vô nha anh. Để chút nữa mình bơi ngang cái nó hút vô á. Này sáng chú mới dở rồi. Con kinh mà mình chuẩn bị bơi vô các bạn ơi, trong đó thì cũng có cây cầu các bạn. Con kinh này thì nay một năm mấy mình chưa có vô, nhưng mà lúc trước thì hôm Tết á thì cũng có mấy xe nó vô đây làm các bạn. Chỗ đó mình tưởng cái ống nước đặt qua không à, nào mà cái motor các bạn. Chú đất cái điện mình nó nói ông bằng nó đóng hai bên cây dữ lắm các bạn ơi, bên mình né. Ở chỗ này có cây cầu nhưng mà nước này mình qua được các bạn, bởi hôm qua mình làm sớm là vậy đó. Tại vì mình cũng biết được cái địa hình sao rồi. Lúc mình đi là mình đứng qua cái đê bên đây nè, bên đây em nhìn qua bên đây em thấy luôn á. Mà hôm nay thời gian nó lẹ quá trời. Hôm nay cũng cỡ ở trên 10 năm rồi các bạn. Những lời mình chia sẻ lên cái YouTube mà này của mình là toàn sự thật không các bạn, chứ mình không có nói chuyện mà giả dối lên. Thì mình làm sao có sao mà nói vậy. Lúc đó mình vô đây là mình chạy máy không à, chứ mình không có bơi. Tại lúc đó nó sâu dữ lắm. Thì sau này thời gian lâu quá cái trên bờ người ta nuôi tôm á các bạn. Cái người ta bơm sình rồi xuống nè, người ta cào lầy đâu đó. Cứ bao nhiêu có thải xuống đây hết luôn. Rồi giờ kinh này giờ nó bồi quá trời, bồi lại cạn nữa. Mấy anh chú đất mà mình chuẩn bị làm đây nè, là mình biết ảnh này có chục ngoài năm nó ráo rồi đó. Nên mấy anh em làm đây, mấy anh em điện mình không à. Mà thôi kệ các bạn ơi, mình làm mà đi tới đâu mà anh em còn nhớ tới mình á, vậy là mình thấy mình cũng vui rồi. Gì vậy con? Gì cười ha, khóc vậy?
ngồi im cho cha bơi nha. Trong đây chắc không đặt lú, tại vì cạn quá. Với lại mình có nhắn anh chú đất rồi, nói dù có ai đặt lú gì đó nhắn giùm em. Vô tới cái bờ lên thì cách khoảng cỡ ở mấy mấy nữa mới tới đất à. Trong đây là mấy đất khô các bạn, còn ngoài này là lá nè, thì nên mình nhổ lá mình độn ngoài này luôn. Nãy giờ mình cũng có điện anh chủ đất này luôn, nhưng mà anh nói anh kẹt công chuyện rồi, thì nói mình ở đây đợi anh đi, thì để chút mình đổ dầu một cái nữa thì mình lên mình làm. Thì thôi mình cũng xin tạm dừng cái clip mình ở đây, thì hẹn gặp các bạn vào ngày mai. Ngày mai các bạn đón xem cùng mình coi mình làm miếng đất này như thế nào. Các bạn xem kênh các bạn đăng ký giùm mình nghe, các bạn đăng ký là toàn bộ miễn phí hết. Ở góc phải màn hình của bạn á có chữ đăng ký, các bạn bấm vào đó giùm mình, đặng khi ngày mai mình ra một cái clip mới á, nó sẽ hiển thị vào cái chuông thông báo của các bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn.